đánh bại U23 Malaysia sau 120 phút, Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan. Tối 19 năm, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Malaysia 1-0 ở bán kết và giành quyền vào chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 31. Đối thủ của U23 Việt Nam ở chung kết là U23 Thái Lan. Đối đấu với chủ nhà U23 Việt Nam, Malaysia lựa chọn lối chơi phòng ngự và gần như không có bất kỳ pha lên bóng nào. Trước hàng thủ dày đặc như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn phương án tấn công biên với sự dâng cao của hai hậu vệ là Văn Xuân và Văn Đô. Dù vậy, cách chơi này tương đối bế tắc và dễ bị các hậu vệ cao to của Malaysia hóa giải. Trong bối cảnh đó thì tiền đạo Tiến Linh cũng không có được cảm giác tốt và có tới hai lần bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Sự bế tắc tiếp tục được thể hiện ở hiệp đấu thứ hai. Trong bối cảnh đó thì hình ảnh chấn thương của Văn Xuân, Hoàng Anh càng khiến cho tình hình của U23 Việt Nam thêm khó khăn. Những lựa chọn từ băng ghế dự bị như Tuấn Tài, Công Đếm, Văn Tùng cũng không đem đến sự khởi sắc. Kết quả hòa không không kéo trận đấu vào hiệp phụ. Lúc này, Malaysia cho thấy nền tảng thể lực suy yếu thấy rõ. Họ không còn đủ sức đeo bám các cầu thủ U23 Việt Nam và thường dễ phạm lỗi ở các tình huống tranh chấp. Tận dụng điều đó, U23 Việt Nam đã tìm được bàn thắng quý giá ở phút 111. Hùng Dũng là người đá phạt chuẩn xác cho Tiến Linh bật cao đánh đầu. Những phút còn lại, Malaysia không thể nào tìm được bàn gỡ và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Như vậy, trận chung kết SEA Games 31 sẽ là cuộc chạm trán giữa đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo với U23 Thái Lan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.